Nó ngon ngon lắm mọi người, trước mày ăn ngon lắm mọi người. Ôi rồi ngon lắm. Này chắc ăn no chưa, khỏi ăn cơm luôn. Mà 350.000 ký. Chắc vừa nó mua nửa ký, chắc giờ phải mua thêm ký nữa về ăn thì tối khỏi phải nấu cơm. Này vợ đi bắt rồi. Rồi ngon quá. Đây là trái chị ơi, trái này trái gì ta? Cherry hả? Nhìn nhiêu tiền ký hả chị ơi? 350 một ký. Dâu Đà Lạt. Bán cho em nửa ký này đi. Lấy em nửa ký trái cherry này đi. Cherry này ăn ngon lắm nha cô bác. Vừa rồi bà xã mà về quê và không dám mua sợ mang về nó dập. Mày làm gì dập? Mang về ra mang ngoài Bắc cái sợ nó dập. Đi đâu chứ không có dập hết á. Bà hộp này là đi qua tới Mỹ. Để chở được về Mỹ không có dập. Mỹ về không có dập. Để chở được về Mỹ. Thế vừa rồi em sợ nó dập em không dám mua. Thôi giờ mua về ăn thôi. Mua thử kia nửa ký về ăn vợ về quê mất rồi. Chợ về quê. Thấy chẳng 200 ha. Dạ. Đây trái này ngon lắm nha cô bác. Mua 2 ký đi về cho bà xã ăn cho bà. Bà xã về quê rồi. Xã về quê rồi mua đỡ. Ôi cô bác ơi. Thèm cherry quá. Vừa rồi vợ về quê rồi hôm nay mua nửa ký ăn thử cho mà ăn ngon lắm mà cô bác. Trái này thì ngọt cực kỳ. À, vừa rồi thì không sợ mang về quê nó dập cho nên là không dám mua. Không, vừa rồi thì anh chăm nó ngon ngon lắm mọi người, trước mày ăn ngon lắm mọi người. Ôi rồi ngọt lắm. Này chắc ăn no chưa, khỏi ăn cơm luôn. Mà 350.000 ký. Chắc vừa nó mua nửa ký, chắc giờ phải mua thêm ký nữa về ăn thì tối khỏi phải nấu cơm. Này vợ đi bắt rồi. Rồi ngon quá. Chợ quê thì như thế này thôi. Cứ ít một. Đây là rau muống nhà trồng này. Đấy, đây thế mới gọi là chợ. Chợ quê là như vậy đấy, đặc sản chợ quê là như vậy đó. Chứ không như chợ phố chất đống này. Mà này hàng thì này. Cũng đầy đủ tôm tươi nha các bác. Tôm vẫn còn sống nguyên. Đó, tôm nhảy tanh tách. Tôm nhảy tanh tách luôn. Tôm nhảy ta ra ngoài. Quay chia sẻ cho mọi người xem cảnh chợ quê. Có thể gọi cái bác ở giữa công an từ kia bác nói ngày thường đông hơn ngày này. Hôm nay là vắng đó. Vắng mà còn đông như thế thì Hãy subscribe cho
đầu trở về cái gì cũng có cô bác ơi. Đây, cá chê đồng đây, chê vàng ướp. Con cá này à, ở trong Nam gọi là cá mè bích nha cô bác. Chê đồng luôn, người kinh luôn, người kinh em. Người kinh không? Nước tiền ký này cá anh ơi. 100 ngàn một ký cá này. Cá chê thì nhiêu tiền ký anh? Chê 80. À, chê này rẻ hơn. Đây người miền Nam thì hay có loại cá này, nhất là khu vực đồng bằng sông Cửu Long nha bà con cô bác, nhiều lắm. Hàng hóa cũng rất là xinh, mang đến là chợ quê nhưng cũng đầy đủ tất cả mọi các mặt hàng, rau củ quả trái cây. Cứ đặt là dưới đất bán thế này thôi. Thôi cần phải sạc. Nét quê là hay như thế này. Các nơi khác thì cứ phải để ở sạc, nhưng mà cứ đây cứ đặt đất. Nét quê dân dã như vậy nó mới hay. Mình lại thích cảnh dân dã như thế này. Nếu mà được sự yêu thương của cô bác anh chị và các bạn, sau này Thành sẽ đi tất cả các chợ quê của những vùng quê Việt Nam chia sẻ lên cho cô bác anh chị và các bạn xem. Hơn 3.000 cô bác ơi. Cái này ở ngoài Bắc thì cô bác thì gọi bằng trái dứa, nhưng ở trong Nam thì gọi là trái thơm, tại vì chín rất thơm. Cho nên là cô bác gọi là thơm, còn ở ngoài Bắc thì gọi là dứa. Nó khác biệt ở chỗ như vậy, mỗi một vùng miền có một tên gọi riêng. Đây thơm được cô quạt sạch, ai cứ thế là mang về là ăn thôi, khỏi phải làm gì hết. Phục vụ người dân tận tình luôn. Ăn thơm thoải mái. Ô em bé dễ thương quá, em bé đã bán hàng rồi. Một ngôi chợ ở khu vùng ngoại thành thôi nhưng mà rất lớn nha cô bác. Đó, anh đang đứng ở ngã tư trong chợ mà đông lắm, đường nào cũng đông. Đấy, Thành quay cảnh ngã tư của chợ cho cô bác anh chị và các bạn xem. Tuy là chợ ngoại thành nhưng mà rất đông nha cô bác, rất đông và rất lớn. Bốn nhà hàng nào người dân mua bán cũng rất là đông. Tôi thời lượng chương trình video của Thành đến đây chắc cũng tương đối là dài. Có lẽ Thành xin phép cô bác anh chị và các bạn được dừng video tại đây. Một lần nữa Thành xin chúc tất cả cô bác anh chị và các bạn luôn luôn được mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. Sang năm mới làm ăn phát tài phát lộc.